Công an đang khám xét nhiều phòng khám ở Biên Hòa. Trưa ngày 30 tháng 5, Công an thành phố Biên Hòa đang khám xét niêm phong nhiều tài liệu tại 10 phòng khám trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Việc khám xét có sự giám sát của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp. Quan sát tại phòng khám đa khoa Tân Long và phòng khám đa khoa Long Bình Tân, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, bên trong rất đông lực lượng công an và cơ động kiểm tra sổ sách, máy vi tính và niêm phong nhiều tài liệu vào các thùng các tông các hoạt động khám chữa bệnh tại đây được thông báo tạm dừng, không tiếp nhận người dân tới khám. Đại diện công an thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai cho biết, lực lượng chức năng đang khám xét tất cả 10 địa điểm phòng khám trên địa bàn thành phố. Việc khám xét được công an thành phố Biên Hòa thực hiện từ sáng 30 tháng 5 với lực lượng gồm cảnh sát cơ động, công an phường, bảo vệ dân phố. Thông tin hiện tại đang tiếp tục được cập nhật.